Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát một lô cà phê có tổng diện tích là 1,5 hectare nha cô chú anh chị. Chất đất là đất đỏ ba gian, không sỏi đá. Mảnh đất của mình thì thuộc về xã Tân Thành, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh đất của mình ha cô chú anh chị mà đi ra đường quốc lộ, đường bê tông á, thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 70 mét. Còn ra khu dân cư thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 1 cây số đi đường bê tông. Còn về hướng Sài Gòn là 290 cây, về hướng Lâm Đồng 160 cây. Còn ra trung tâm trường, chợ, ủy ban, khu dân cư thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 4 cây số nha cô chú anh chị, 4 đến 5 cây số nha. Đất của mình thì hiện tại bây giờ là cà phê là như thế này, cho đầu trái hết rồi này. Đấy, đầu trái hết rồi. Số sách kia đầy đủ nha, ao hồ kia đầy đủ hết nha. Nó cách đường bê tông nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 70 mét thôi cô chú anh ạ, 70-80 mét thôi nha. Đến 100 mét đổ lại. Giá hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu giá là 1,4 tỷ. 1,5 hectare, 1,4 tỷ. Đang còn có thương lượng nha cô chú anh chị. Đây cà phê, cà phê này. Cà phê đầu trái hết rồi. Ô tô là đi vào tận rẫy luôn nha. Đó, bây giờ em sẽ vào em quay cho cô chú anh chị mình xem cái con đường. Cho cô chú anh chị mình xem. Cái mảnh đất của mình thì đất đỏ ba gian, đất thì nó tiền tiền nhẹ như thế này thôi. Nó hơi tiền nhẹ như thế này. Đấy. Mình ôm đâu đó là được tầm khoảng cỡ là 78 chục mét cái con đường lớn này, con đường này. Còn mà ra đường đường bê tông á thì cũng phải 78 chục mét á, gần 100 mét á. Đường bê tông là nằm bên kia. Đấy.